Này, lão điên cũng đón cá heo đấy à? Cháu tôi đón, phiền gì đến cô? Tôi cứ thích thế đấy. Làm gì nào? Để xem cá heo nó lên xe của tôi hay là cái xe cùi bắp của anh. Sao trường vắng thế nhở? Học sinh về hết rồi à? Này, cá heo đâu? Này, anh đến đây từ bao giờ? Lâu rồi. Đến lâu rồi không thấy cháu mà cứ đứng được ra à? Nhỡ nó bị bắt cóc thì sao? Cô đừng suy diễn lung tung nhá. Không chủ quan ở đâu nhá, trẻ con không biết được nào mà lần. Cá heo ơi! Cá heo ơi! Cá heo! Cá heo! Cá heo ơi! Làm gì còn ai? Bố, cá heo nó về nhà chưa? Cô làm cái gì thế hả? Chưa biết chuyện gì mà đã gọi về nhà để loạn à? Thì phải hỏi để xem nó về đến nhà chứ. Nhưng nhỡ đến tay cái Son, có hiểu tâm trạng một người mẹ khi biết tin không tốt về con lo như nào không? Mà nó còn đang bị bệnh đấy. Bây giờ chia nhau ra tìm đã. Sồn sồn lên. Này, từ từ đã. Cú gà, cú gà. Cháu chào bác Tố. Này, cháu có nhìn thấy thằng cá heo nhà bác đâu không? Vừa nãy cháu rủ bạn đấy đi ăn xúc xích, nhưng bạn đấy lại không ăn. Bạn đấy đi về phía điếm canh đê. Điếm canh đê nào? Bên chỗ kia ạ. Bác cảm ơn. Cảm ơn con nhé. Dạ vâng. Cá heo ơi! Cá heo ơi! Cá heo! Cá heo! Cá heo ơi! Này, cô định tìm gì ở đây? Tôi biết cá heo ở đâu rồi, đi. Này, tại sao cô lại chắc chắn là cá heo nó sẽ đến đấy? Linh cảm của một người mẹ. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng nó còn quá nhỏ để có thể đi xa thế này. Cá heo thông minh hơn anh tưởng đấy. Với lại, trẻ con nó luôn tin vào phép màu. Và chúng nó cũng biết tự tìm phép màu. Cô nói nghe cứ như bà tiên đấy. Có thể với anh tôi là đồ thần kinh, nhưng với con trai tôi là bà tiên đấy. Bố đứng đợi ai thế? Thằng Tố đi đón cháu mà giờ vẫn chưa thấy về. Lúc nãy là nói với bố là cá heo đã về chưa. Đâm ra bố cứ thấy lo. Để con gọi cho anh ấy. Sao? Anh ấy không nghe máy ạ. Cái thằng. Chắc là Son đón cháu rồi bố ạ. Để con điện cho Son. Nó cũng không nghe máy à? Son tắt máy ạ. Thầy. Chào thầy. Chào anh chị. Chào thầy ạ. Anh chị đến cắt thuốc hả? Dạ không. Dạ thầy cho hỏi có cháu bé nào nó cao gần này, lưng đeo cặp, nó có vào đây không ạ? Sáng nay có mấy đứa trẻ con đến đây chơi, nhưng mà cháu anh chị trông thế nào? Bé trai. Đây. Đâu, có ảnh đấy ạ. Tôi không thấy cháu này. Nào, bây giờ tôi thông báo cho cả nhà được rồi chứ? Sao? Vẫn không gọi điện cho mẹ nó được à? Hay là con gọi điện đến chỗ làm thử xem. Cô ấy không đi làm, ốm đau thì ở nhà, không biết chạy đi đâu nữa. Rồi ạ. Không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Ốm không đi làm được, mà đến giờ này vẫn không thấy đâu. Mà con đi học giờ này vẫn chưa thấy về nữa. Con gọi điện cho cái nhà thử xem. Nói với cái nhà có vẻ là bạn thân đấy.
Vâng ạ. Vậy mà cô chắc chắn là thằng bé sẽ tìm đến đây. Mất bao nhiêu thời gian? Nhớ nó đi lạc, tìm sai số nhà thì sao? Thôi đừng tốn công nữa, đi tìm chỗ khác đi. Alo, ai đấy ạ? Ơ, sao anh lại có số tôi? Tôi... Cái heo! Cô nhà em, ớt cô. Con bị làm sao thế này? Ai đánh con? Con bị ngã. Con đã mất bố mẹ con. Con chỉ muốn đi tìm thầy thuốc cho mẹ thôi. Thế bị ngã có làm sao nữa không? Được rồi, nín đi. Con ngoan lắm, không ai trách mắng con đâu. Bây giờ đi về nhá. Ta đây với bác nè. Không sợ, không sợ gì nữa nhé. Chúng nó về rồi kìa. Chào bác, anh ạ. Sao thế này? À, nó mệt nên là ngủ gật đấy mà. Sao cô lại chở ông Tố? Cô ấy cũng đi đón cái heo. Chính cô ấy tìm thấy thằng bé đấy. Thằng bé nó bị ngã, xây sát ở tay, nhưng nhẹ thôi. Nào. Cô có biết Son đi đâu không? Thấy bảo là đi chùa cầu Bình An ạ. Thôi, mau đưa nó lên nhà ngủ đi. Khổ thân cháu tôi. Cá heo! Cá heo! À, mẹ Son! Mẹ Son về rồi! Ra đây mẹ xem nào. Con bị ngã. Có đau không con? Không ạ, con dũng cảm mà mẹ. Mẹ Son đừng lo. Cá heo của mẹ giỏi lắm. Em về rồi à? Anh để em làm cho. Kệ anh, em nghỉ ngơi đi. Mẹ Son ơi, hôm nay con tìm được thầy thuốc cho mẹ đấy. Con ghi cả địa chỉ rồi, chắc chắn mẹ Son sẽ khỏi thôi. Cá heo mà ngoan như thế này ấy, thì mẹ Son khỏi ngay. Mẹ Son nhờ. Thật ra em... À, con không sao đâu, chỉ xây sứt ngoài da tí thôi. Anh bật nước nóng rồi đấy. Em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay toàn món em thích. Anh thấy nhài nói là hôm nay em đi chùa cầu Bình An à? Lần sau để anh đưa đi nhá, nghe chưa? Vâng. Thôi, đi tắm đi cho thoải mái. Anh gấp nốt đống quần áo này rồi đi dọn cơm. Ui, bố Đạt siêu thế. Con chưa bao giờ thấy bố Đạt gấp quần áo. Cả hai bố con mình đều thương mẹ Son, thế nên là phải ngoan nghe chưa? Vâng ạ. Nào, gấp quần áo với bố. Vâng ạ. Thì cái việc mày bị bệnh khiến cả cái nhà đấy tiến bộ, lại còn đối xử tử tế với mày nữa. Mày cứ tận hưởng đi.